Theo lý thuyết, Đồ Thị Hàm Trùng Phương muốn có một cực trị thì y phải bằng không, phải có đúng một niệm. Cho nên để hàm số có đúng một cực trị thì y phải bằng không, phải có đúng một niệm. Y phải bằng không, phải có đúng một niệm. Có nghĩa là cái phương trình sau đây, điều này tương đương với phương trình 2x nhân với lại 2mx bình cộng với m bình trừ 9 bằng không, phải có đúng một niệm. Thế thì cái phương trình này có đúng một niệm khi nào? Điều này sẽ tương đương với cái phương trình sau đây. Phương trình 2mx bình phương cộng với m bình trừ 9 bằng 0 phải vô niệm. Đấy, nếu phương trình trong ngoặc này vô niệm thì chứng tỏ cả cái phương trình này chỉ có một niệm. Hoặc khả năng thứ hai, hoặc cái phương trình này có nghiệm kép nhưng mà nghiệm kép trùng với nghiệm x bằng 0, hoặc có nghiệm kép x bằng 0. Thế thì đây là một cái phương trình mà hệ số A lại phụ thuộc vào tham số m, cho nên bắt buộc phải biện luận. Trường hợp thứ nhất, nếu 2m bằng 0, tức là cái hệ số này bằng 0, hay nói cách khác m bằng 0, ta có lúc này phương trình này còn lại âm 9 bằng 0 vô nghiệm. Vậy chứng tỏ m bằng 0 thỏa mãn. Như vậy m bằng 0 lấy được. Trường hợp thứ hai, nếu cái hệ số A này, tức là 2m này khác không, tương đương với m khác không. Nếu m khác không thì chứng tỏ đây là phương trình bậc 2. Muốn vô nghiệm thì phải có delta nhỏ hơn không, thì ta phải có delta nhỏ hơn không. Delta ta vừa tính ở trường hợp lúc nãy, delta chính là trừ 8m nhân với m bình trừ 9 phải nhỏ hơn không. Hoặc có nghiệm kép thì delta phải bằng không. Delta bằng trừ 8m nhân với m bình trừ 9 phải bằng không. Delta bằng 0 để có nghiệm kép, nhưng mà nghiệm kép x bằng 0. Thế thì công thức tính nghiệm kép là bằng trừ b trên a, trừ b trên 2a. Xin lỗi các em, là trừ b trên a. Cho nên nó bằng nghiệm kép ở đây là trừ b, trừ b trên 2a nhé các em nhé, là 0 trừ 0 chia cho 4m. Đây là nghiệm kép. Nghiệm kép tính bằng trừ b trên 2a. B ở đây bằng 0. Nghiệm kép bằng 0. Đấy. Thế thì điều này tương đương ở trên. Lúc nãy thầy lập cái bảng xét dấu rồi, em nhìn cái bảng xét dấu ở cái câu A, còn lại. Còn lại ở đây sẽ là m. M sẽ lớn hơn trừ 3, nhỏ hơn 0. M lớn hơn 3. Đây là trường hợp delta âm. Thế còn ở dưới là M bằng 0. M bằng 0 này, M bằng cộng trừ 3. Đấy. Thế thì
xin lỗi là m bằng 0 hoặc nhá em nhá, đây là m bằng 0. Thôi ta làm đơn giản luôn, m bằng 0 bị loại luôn. Đấy, chỗ này chỉ còn m bằng cộng trừ 3 cho nó gọn. M bằng cộng trừ 3. Đây ta đang xét trường hợp m khác 0 cho nên m bằng 0 bị loại. Thế còn phương trình này luôn luôn thỏa mãn với m khác 0. Tóm lại hệ dưới có nghiệm m bằng cộng trừ 3. Thế thì em có thể ghép luôn nghiệm vào đây. Ghép vào đây. Nếu viết gọn thì ta sẽ có. Viết gọn lại thì cuối cùng đáp số sẽ là m lớn hơn bằng âm 3, nhỏ hơn 0. Hợp với, em viết dấu hợp hoặc viết dấu phẩy đều được. M lớn hơn bằng 3. Đấy, bây giờ ta viết gộp hai cái này lại. Như vậy ta đã giải quyết xong ý B. Thì thầy xin nhắc lại một chút. Lúc nãy thầy vừa nhắc xong là đồ thị hàm trùng phương đây chỉ có cực tiểu mà không có cực đại. Đây là cực tiểu này. Đây là hình dạng của đồ thị chỉ có cực tiểu mà không có cực đại. Thế thì muốn nó là parabol kiểu này thì điều đầu tiên đây nha. Đây là cái hàm số y bằng ax mũ 4 cộng với bx bình phương cộng c. Muốn đồ thị hàm trùng phương này là dạng này thì thứ nhất là cái hệ số A này phải dương. Đấy, hệ số A này phải dương. Và thứ hai là y phẩy bằng 0 chỉ có một điểm thôi. Nhớ chưa? Thế thì để hàm số chỉ có cực tiểu mà không có cực đại ta phải có. Thứ nhất này, cái hệ số A này phải dương này. Đây, tương ứng ở đây chính là M. A thì chính là M. Thì ta phải có M dương này. Rồi, sau đó là Y phẩy bằng 0 chỉ có một điểm. Điều này sẽ tương đương với M dương. Y phẩy bằng 0 chỉ có một điểm. Lúc nãy ta có rồi, y phẩy bằng 0 chỉ có một nghiệm, tức là phương trình 2x nhân với lại 2mx bình phương cộng với m bình trừ 9 bằng 0 chỉ có một nghiệm. Thế thì điều này sẽ tương đương với m lớn hơn 0 nhé. Phương trình 2mx bình phương cộng m bình trừ 9 bằng 0 vô nghiệm hoặc có nghiệm kép x bằng 0. Điều này sẽ tương đương với m lớn hơn 0. Thế còn cái này thì ta lấy kết quả của câu B. Lúc nãy ta có kết quả câu B là M lớn hơn bằng âm 3, nhỏ hơn 0, rồi M lớn bằng 3. Vậy thì nghiệm chung của chúng ta ở đây cuối cùng M lớn bằng 3. Như vậy ta đã giải quyết xong câu C. Thế còn câu D? Câu D hoàn toàn tương tự. Để đồ thị chỉ có cực đại mà không có cực tiểu thì các em biết rồi, lúc này cái hệ số A của nó phải âm. A âm để đồ thị nó đi từ dưới đi lên. Và nó chỉ có một, chỉ có cực đại mà không có cực tiểu thì y phẩy bằng 0 chỉ có một điểm. Như vậy để hàm số chỉ có cực đại mà không có cực tiểu ta phải có này, hệ số A tức là M nhỏ hơn 0, rồi y phẩy bằng 0 chỉ có một điểm. Và hoàn toàn tương tự ta sẽ dẫn đến cái hệ M bé hơn 0, M lớn hơn bằng âm 3, nhỏ hơn 0, M lớn bằng 3. Và như thế thì ta có M lớn bằng âm 3,
nhỏ hơn 0. Kết thúc bài tập số 1.